theo yêu cầu của các thị trường xuất khẩu chính ngạch. Sản phẩm chuối không chỉ phải đảm bảo về chất lượng, có truy xuất nguồn gốc, mà phải đảm bảo các quy định khác về mẫu mã, kích cỡ, cũng như các tiêu chuẩn trong quá trình sơ chế, đóng gói và bảo quản. Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp Hưng Sơn đã xuất khẩu chính ngạch được hơn 10.000 tấn chuối. Làm cẩn thận, làm sạch sẽ để không bị dập chuối. Em thấy ở đây rất phù hợp với nhiều chị em ở trong buôn làng. Do làm ở đây cũng không có đòi hỏi về kỹ thuật gì cả, chỉ cần mình làm cẩn thận. Toàn bộ các sản phẩm công ty mà khi mà sơ chế đóng gói để ra thành phẩm thì đều được bảo quản ở nhiệt độ lạnh. Nhiệt độ lạnh khoảng 13 độ C. Hiện nay trong số 55 mã số vùng trồng nông nghiệp và 21 cơ sở đóng gói được cấp tại tỉnh Gia Lai, có 22 mã số vùng trồng chuối đáp ứng yêu cầu về xuất khẩu chính ngạch. Chuối của Gia Lai cũng đã được sản xuất theo các cái tiêu chuẩn, đặc biệt là theo cái tiêu chuẩn Global Gap để xuất khẩu. Thì gần đây toàn bộ cái diện tích chuối về hương Nam Mỹ cũng đã tham gia thị trường xuất khẩu rất tốt, gọi cả xuất đi Trung Quốc, xuất đi Hàn Quốc và xuất đi Nhật. Sản phẩm chuối xuất khẩu chính ngạch có giá trị gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần so với tiêu thụ tiểu ngạch và bán trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp cho biết sẽ nỗ lực duy trì quy trình sản xuất được chứng nhận, giữ vững chất lượng để đẩy mạnh xuất khẩu loại nông sản này.